Với chỉ một chiếc laptop như thế này thôi, nhưng nó là cả một cửa hàng kinh doanh di động của bạn Nguyễn Thúy Vi. Gặp Thúy Vi, ít ai nghĩ cô bạn này đang là sinh viên năm 2, bởi vì khá thuần thục và rất chuyên nghiệp trong vai trò của một nhân viên marketing tại một công ty truyền thông. Trước đó, Vi phụ trách đối ngoại cho một tổ chức của sinh viên quốc tế. Không chỉ tham gia hoạt động các lĩnh vực trong nhà trường, Thúy Vi còn rất đam mê kinh doanh nữa. Hiện tại, Thúy Vi đang kinh doanh trò chơi rút gỗ, bộ sản phẩm trí tuệ dành cho mọi đối tượng, giúp các bạn thư giãn sau những giờ học căng thẳng hay sau những giờ làm việc mệt mỏi. Với Thúy Vi, kinh doanh không chỉ kiếm tiền trang trải cuộc sống sinh viên, mà còn với một mục đích vô cùng cao cả. Đó chính là góp vốn vào quỹ từ thiện của trường mình đang học. Xin chào! Ngày hôm nay rất là thú vị khi được gặp bạn và trò chuyện. Chắc là khán giả đều muốn bạn tự giới thiệu về mình. Xin chào các bạn, mình là Thúy Vi và hiện nay là sinh viên năm 2 của khoa quan hệ quốc tế trường đại học Public. Năm 2 mà lại có một đội kinh doanh rất là sớm như vậy. Tất cả các bạn khán giả trẻ đều muốn khám phá về một chút về bản thân Vi. Thì không biết từ đâu bạn có ý tưởng để kinh doanh một thức trò chơi rất là ngộ nghĩnh và mới lạ thế này. Mình trước đây thì cũng đi uống ở khá nhiều quán trà sữa cũng như là cà phê, có board game. Và sau đó thì mình về nhà và rất là muốn sở hữu một cái bộ trò chơi như thế này ở nhà. Nhưng mà đi tìm, trong quá trình tìm kiếm thì khó quá. Thứ nhất là không có nguồn hàng, thứ hai đó là cái giá hỗ trợ trên trời luôn, đến 300 mấy một bộ. Mà một sinh viên như mình thì làm sao có thể bỏ ra số tiền như vậy. Và tới thì mình tìm kiếm và cuối cùng thì tìm ra được một nơi cung cấp với một cái giá rất là phải chăng. Và từ đó thì mình có ý tưởng là sẽ share lại cho bạn bè chỉ với giá là 135.000 một bộ thôi. Thế Thúy Vi có thể bật mí cho các bạn khán giả được biết là Vi lấy hàng ở đâu không? Cái này thì phải bí mật chứ hả? Nó rất là thực sự hấp dẫn từ những phút đầu đến những phút cuối cùng. Bởi vì bạn phải tìm xem những thanh gỗ nào thích hợp để gỡ ra mà không làm cho tàu gỗ sụp đổ. Những chàng cưa có thể lên bất cứ khi nào tàu gỗ sụp đổ xuống, giúp cho các bạn trong một nhóm rất là vui. Ngoài tính năng là giúp cho chúng ta thư giãn, nó còn mang tập cho ta một tính khéo léo, logic và kiên nhẫn. Đi nè, vừa đi học mà vừa kinh doanh như vậy nữa, bạn có gặp trở ngại gì trong việc sắp xếp thời gian không? Cũng không có quá vất vả đâu, bởi vì từ nhỏ thì Vi cũng đã làm thêm khá là nhiều rồi. Từ năm lớp 10 thì đi viết báo, đến sau đó thì là làm nhân viên marketing cho một công ty. Rồi bên cạnh đó thì còn làm tình nguyện viên cho một số những cái chương trình nữa. Chắc là vậy là bạn Vi giàu dữ lắm. Không có đâu. Từ khi mà Vi bắt tay vào trong cái việc kinh doanh những cái đồ chơi bằng gỗ này thì Vi cũng đã tự hứa với lòng mình là sẽ cố gắng thật nhiều nữa trong việc học. Để bù lại cái khoảng thời gian mình đã dành cho cái công việc buôn bán. Vi quả là một cô gái 8x thời nay phải không Lương? Đúng rồi. Với lại anh có nghe một cái tin đó là như Vi học rất là giỏi và trong trường muốn có đoạt cái giải gì đó. Phải không? Đoạt giải thì chắc là không có đâu, nhưng mà hiện giờ thì Vi cũng trong năm học vừa qua thì Vi xếp thứ 3 của khoa. Chà, thứ 3 của khoa luôn, nghĩa là bạn cũng phải dữ dội. Không ngờ một cô gái nhỏ nhắn như vậy mà học giỏi quá anh nhân luôn. Thế bạn với việc kinh doanh phát triển thế này thì dự định trong tương lai bạn sẽ mở một cái shop hoành tráng hay một cơ sở chuyên cung cấp những loại trò chơi đặc biệt gì không? Sau này thì Vi muốn là sẽ trở thành nhân viên marketing. Và cũng có thể là mình sẽ dành một ít thời gian để mở một cái shop nhỏ nhỏ cho mình thôi, chứ cũng không có đến nỗi hoành tráng đâu. Nhưng mà chắc là cũng sẽ kiếm được khá tiền. Chị Vi nè, em nghe nói là cái số tiền mà chị kiếm được từ việc bán những cái đồ chơi này nè, chị có một chút một phần nhỏ để làm từ thiện. Không biết là có đúng không ha? Đúng rồi bạn. Bởi vì Vi hiện giờ là đang là thành viên của đội sinh viên giúp ích ở trong khoa của mình. Vì vậy thì lúc nào mình cũng muốn là sẽ dành thật nhiều những cái tình cảm cũng như là dành những cái số tiền mà mình kiếm được để mà giúp đỡ cho các em có hoàn cảnh cơ nhỏ và khó khăn. Không ngờ một cô gái nhỏ nhắn như vậy nhưng mà rất là giàu lòng nhân hậu phải không anh Lương? Hải Yến và Sĩ Lương cùng với thế giới trẻ xin chúc cho Thúy Vi ngày càng học giỏi và thành công hơn nữa trong con đường kinh doanh của mình. Chúc bạn Vi sẽ luôn luôn xinh đẹp nè, dễ thương nè, sẽ luôn luôn có những người bạn bên cạnh ủng hộ cho bạn, công việc bạn thành công, sẽ sớm trở thành Vi đại gia. Wow, xin cảm ơn luôn. Cảm ơn bạn.
Ê!